chưa tác động đến thị trường hàng hóa thiết yếu, nhưng xăng tăng giá lại đang tác động trực tiếp đến hoạt động đánh bắt. Giá xăng tăng đồng nghĩa chi phí chuyến biển tăng. Trong khi đó, giá các loại hải sản lại có xu hướng giảm. Ngư dân đã khó lại càng khó. Xăng dầu là nhiên liệu để ghe tàu ra biển. Xăng dầu tăng giá nghĩa là chi phí bắt đầu cho hoạt động đánh bắt tăng lên. Theo tính toán của ngư dân, với giá xăng dầu hiện nay, bình quân mỗi chuyến biển 20 ngày chi phí tăng thêm 20-30%. Trong khi ngư dân thấu hiểu rất rõ, ngư trường ngày càng cạn kiệt, chuyến biển phải dài ngày hơn mà sản lượng chưa chắc bù chi. Ông Trần Thanh Vũ, ngư dân thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, đánh bắt hải sản đã gần 20 năm. Và gần 2 tháng trở lại đây, hai chuyến biển của gia đình ông đều thua lỗ. Mỗi chuyến lỗ gần 70 triệu đồng do khai thác không hiệu quả, trong khi giá hải sản lại không cao. Bây giờ thêm giá xăng dầu tăng, khiến chi phí đi biển ngày càng tăng, 50-70 triệu đồng, tức là phải mất hơn 300 triệu đồng mỗi chuyến biển, thay vì 280-300 triệu đồng khoảng một tuần trước. Dầu mỡ thì càng ngày càng lên, xong rồi cái thiết yếu là thức ăn tất cả cái gì cũng lên giá hết. Mà nói chung cái giặt giá thì hải sản thì nó càng ngày hạ trầm trọng. Giá cho đầu chính quyền đầu cho ngư dân đầu làm cho nó phát triển thêm có sống. Không chỉ ngư dân khai thác xa bờ ở huyện Đất Đỏ gặp khó khăn, những ngư dân khai thác xa bờ ở huyện Xuyên Mộc cũng đang lâm vào cảnh tương tự. Tôi thấy cái vấn đề là tổn á, gọi là tổn là cái từ chung, nhưng mà sắm ra một chuyến đi thì nhất là dầu dưới đá. Dầu lên coi như 18 ngàn mấy trăm đồng một lít, mà đánh bắt hải sản thì bây giờ cái nguồn hải sản là từ Bắc vào Nam đều cạn kiệt, mà cá thì cái Covid này thì họ vận chuyển không được, đã thì buộc nó lại hạ xuống. Mà khi nó hạ xuống á thì cái nguồn thu nhập chúng tôi nó lại tụt xuống nữa. Theo thống kê từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, toàn tỉnh có 5.771 tàu cá, trong đó khoảng 2.867 tàu đánh bắt xa bờ. Giá xăng dầu liên tục tăng và gần đây tăng rất cao, cộng thêm việc thiếu nhân lực, nguồn lợi thủy sản bị suy giảm, đã khiến nhiều ngư dân Bà Rịa Vũng Tàu không còn mặn mà ra khơi. Thời điểm này có khoảng 1/3 tàu cá khai thác xa bờ vẫn nằm bờ, hoặc số ngày đi biển giảm hơn thường lệ. Ngư dân đang mong mỏi các cơ quan có thẩm quyền có chính sách bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ ngư dân vươn khơi phục hồi kinh tế sau thời gian dài đã phải lao đao vì dịch bệnh.